Khuya ngày 13 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an quận Thanh Khê bất ngờ ập vào quán cà phê sữa trên đường Hồ Quý Ly, quận Thanh Khê, phát hiện rất nhiều con bạc đang xem bóng đá, uống cà phê và vừa tham gia cá độ bóng đá. Hai đối tượng trực tiếp ghi độ tại quán gồm Trần Vũ Hoài Phương, 25 tuổi và Lê Quang Dũng, 51 tuổi, cùng trú thành phố Đà Nẵng, từ tháng 2 năm 2019. Trong ngày bị bắt, Phương ghi độ cho 30 con bạc với số tiền hơn 200 triệu đồng, còn Dũng ghi độ 81 triệu đồng. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều laptop, điện thoại, tiền mặt của các con bạc cùng 154 trang tài liệu ghi cá độ bóng đá với số tiền ăn thua lên tới 3,1 tỷ đồng.